Lên. Đây thì quà nó cũng đã về rồi. Kèo này anh em mình có một vòng sự kiện pin gold. Một vòng sự kiện pin gold. Đầu tiên sẽ là những gói icon đi. Icon in lần. Icon in lần thì có ai ngon nhất? Khả năng là bé khảm. Bé khảm, bé khảm, bé khảm. Ui, lửa. Ăn đi. Bê à? Ferdinand là ngon rồi. Trời ơi, đỡ hơn Jasmine rồi. Tiểu Rio, tiểu Rio luôn mà. Tiểu Rio. Mở gói này đi. Mở gói này đi. Tiểu Rio Ferdinand. Ui! Bù! CM! Bù nô à? À không, bù này làm gì có bù nô. 115 Fabio Cannavaro. Người ta là mở min. Đấy, riêng mình mở được con 50 tỷ là tuyệt vời ông mặt trời đấy. Có được cái ôn mà mở ra được như vậy là tuyệt vời ông mặt trời rồi. Sao mà chê được nữa. Đấy. Đó. Bú chứ còn đấy, vậy là bú rồi. Bú vội luôn đấy. Rồi lửa tiếp này. Ui ý. CDM. Gattuso. 13 tỷ. Ui nãy giờ toàn là lửa không nhở. Người giữ lửa. Đấy, em Phúc, hãy gọi em Phúc là người giữ lửa. Làm thêm một gói có lửa nó cho anh em xem luôn. Bayern. Đó. CM Đức. Ba lắp. Ui, lại lửa đây. Đức luôn. RB. Cày thế nhở. Rồi. Cho tôi xin con Eto. Cho tôi xin con Eto đi. Ui, LA xe gói LA rồi. Owen à. Trời ơi, nó còn cùi hơn cả Nope. Eto nữa. À không, con này là phôi ngon đấy. Con này là phôi ngon. Con này phôi ngon. Trời ơi, bắt tôi bắt 1.000 tỷ có cà phê đêm mà. Ok, KPI là 1.000 tỷ đúng không? Tuyệt vời. Rồi. Thêm một gói cộng 5 đi. Đấy. Dự đoán trước luôn. Diego Jota. Nhìn là biết liền. Ui. Ui. Son Heung-min. Ui giời ơi. 398 tỷ. Quá tuyệt vời. Ui giời ơi. Làm nhẹ một con CC chỉ định luôn đi. Làm nhẹ con này luôn. Tự tin. Rồi. Anh Liêm đứng đây nhé. Anh Liêm đứng ở đây nhé. Lên luôn. Anh Liêm cộng 500k. Nhận. Anh Liêm 50k. Nhận. Rồi. Ăn là xong rồi. Ăn là xong rồi. Ăn là xong tôi rồi. Beckham. Ui. Con này ngon đây. Con này là không minh đây. Ngon đây. 112. Tuyệt vời. Yes sir. Rồi, tới với một gói khác đi. Gói cộng 8 để mở sau cùng anh em nhé. Cộng 8 là cứ để mở sau cùng thôi. Tới với gói cộng 6 đi. 6 thì mình sẽ bỏ con Kaka ra thôi. Giống như lúc nãy ấy, mình sẽ lấy con hàng gọi là Fernando Hierro bỏ vô. Nó sẽ là như vậy. Đấy, mình sẽ bỏ cho nó lung tung luôn nhé. Cộng 6 này. Cộng 6. Zidane 20k nha. Nhận. Zidane 20k nhận. Ra đi đan bán huy luôn là khó đấy, bán huy là khó đấy. Gói chỉ định Raul rồi. Đấy, người ta bảo gói này là chỉ định Raul. Em Phúc không tin vào cái kết. Không tin là ra Raul đâu, gói này phải ra con hàng Fernando Hierro. Ui, Mexico. Hugo Sanchez à, đúng không? Trời ơi, nó bằng với lại Raul luôn mà. Nó bằng với quả Raul luôn. Cũng thế thôi. Trời ơi. Rồi đến với những gói cộng 8 nhá. Đầu tiên. Nói chung là gói bắt EBS trước đi. EBS trước. EBS cộng 8 trước. 101. Cái gói này chỉ nhìn, nhìn cờ với lại vị trí thôi. Là cái tỷ lệ là biết biết con gì ra luôn đấy. Ui bồ.
CM à, bổ CM à. Còn gói này thì sao? EBS ra cờ bồ rồi, gói này ra cờ bồ là ngon đấy. Gói ra một cứ ra cờ bồ là ngon. Gói này cứ ra cờ bồ là ngon, tại chỉ số 101 nên là ngon. Ôi, có này là ui. Rồi sao có này 116 rồi, chết tôi mất. Capper Smico. Trời ơi. Điên đầu không có chứ. Hai gói đấy đều pin luôn mà. Hai đều pin luôn. Rồi, tới với gói chỉ điện đầu tiên đi. Em Huy có kèo gì ở gói này không nhỉ? Gói 20, gói chỉ điện 20 đây. Nani 20k. Nhờ, Ibra nó bị limit rồi, không có Ibra đâu. Không có Ibra đâu anh em ạ, không có Ibra đâu. Maxelo limit rồi. Ibra limit rồi mà, đúng không? Ibra limit rồi, Maxelo cũng limit rồi. Nani 20k, đi ghia 50k à? Đi ghia có đây không ta? Đi ghia có đây luôn. Nói ơ, không có đi ghia, không có đi ghia. Không đi ghia rồi. Đấy, ra Nani thì đập chín luôn, hợp lý quá anh rồi. Có thể mở vui thôi à. Sao mà vui được, có thể phải ra Juni này, ra khả năng ra Juni là ngon. Juni 200, nhận. Juni 50, nhận. Juni là cái sự chắc chắn. Là con đi. Ôi trời ơi. Phạm ST. Hu. Hu. Ok, Zhu à. Ôi trời ơi. Có đấy nhờ. Lại ra pin ở gói này mất tiêu rồi. Ra pin rồi. Pin mạng, pin nặng luôn đấy. Rồi, ra rô 100k không? Rô 100k khả năng không ra được là khó quá. Anh em cho kèo khó quá. Cứ thế mà chơi không cần che nhá. Lên. Bờ ra xin là GK. Trời ơi. Cay thế nhờ. Cay thế nhờ. Không dự liệu được. Thật không dự liệu được là xảy ra con này luôn đấy. Không hiểu kiểu gì. Không cho GK lên trên là thật, không cho GK lên trên luôn mà. Đau chưa? Xả đầy luôn à. Con hàng phôi mà. Đây, tổng kết lại cái sự kiện cho anh Phong. Thì ai chưa mở BP. Quên mở BP cho anh Phong. Chết rồi, em làm việc như vậy là chết. Em quên. Mở BP cho anh Phong nữa. Tơn đầu tiên là 426 tỷ. Chà, nhiều dữ trời. Nhiều quá trời. 426, 243, 650 rồi, 650 cho anh Phong rồi, đấy, 650, rồi 100 nữa là 750 tỷ cho anh Phong rồi, quá nhiều luôn, đó, thì 750 rồi đúng không, thì cộng với lại 469 này là 1.100 tỷ, nhờ, ở đâu được 1.200 tỷ rồi, 1.600 tỷ, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000, ui, 2.001, 2.002, ui dồi ôi, 2.200 tỷ ăn ạ. Em mở cầu thủ ra được 2.200 tỷ đấy. 2.200 tỷ.